Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 22 tháng 7 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Lo vỡ đảng, Tập Cảnh Bình vội đăng bài trấn an. Lúc Trung Quốc gặp khó khăn, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình nhắc đi nhắc lại rằng Đảng Cộng sản lãnh đạo ở Đông, Tây, Nam, Bắc và cả Trung Tâm. Một bài viết quan trọng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình đăng trên tạp chí của Đảng Cộng sản của nước này hôm 15 tháng 7 năm 2020 nhắc đi nhắc lại định hướng Đảng lãnh đạo tổng thị toàn cục cho đất nước và xã hội Trung Quốc. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Tập Cảnh Bình tại kỳ họp thứ 3 của Chính hiệp Trung Quốc khóa 13 hồi tháng 5 năm 2020 vừa qua. Thế nhưng bài báo trên tạp chí Cầu Thị, tức là tìm sự thật của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã bị các học giả phương Tây cho là nhàm chán lặp lại và chỉ có mục tiêu khẳng định quyền lực cá nhân của ông Tập Cảnh Bình mà thôi. Tuy thế, giới quan sát cho rằng điều đáng nói chính là sự xuất hiện của bài báo vào lúc Trung Quốc đang gặp khó khăn bên trong như lụt lội lớn, đại dịch viêm phổi Vũ Hán chưa dứt, và bên ngoài thì va chạm với Hoa Kỳ, vấn đề về Huawei, Hồng Kông. Theo James Palmer viết trên trang Foreign Policy ngày 17 tháng 7, thì bài của ông Tập không có gì mới, chỉ là sự nhắc lại 18 đoạn trích dẫn đã cũ của chính ông thường vẫn nói đi nói lại. Phần dẫn nhập thậm chí còn dùng một đoạn trích lời ông Tập từ những năm 2013. Đây là dấu hiệu mục đích duy nhất của việc đăng bài là nhằm xác tín lại quyền lực của Tập Cảnh Bình. Bài trên trang Foreign Policy trích chuyên gia về Trung Quốc, ông Ka Minser cho biết như vậy. Và việc kiểm soát này gồm hai phần, là Đảng nắm tất cả và ông Tập Cảnh Bình là hạt nhân nắm trọn quyền trong Đảng. Bản tiếng Anh của bài có tựa đề nói rõ ràng là sự lãnh đạo của Đảng chính là nét đặc sắc trọng yếu nhất của chủ nghĩa xã hội mang đặc tính Trung Hoa. Và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc là sự lựa chọn của toàn thể nhân dân Trung Quốc, gồm các đảng phái, dân chủ, tổ chức xã hội, dân tộc, các tầng lớp và mọi người. Cụm từ quen thuộc như Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung Tâm, mọi nơi đều do Đảng lãnh đạo, đã được nhắc lại 5 lần trong bài báo này. James Palmer đã viết trên trang báo Policy gọi đây là bài báo đỏ nhỏ xíu, gợi lại hình ảnh cuốn Mao Tuyển để cho rằng tư duy nhàm chán của ông Tập tuy thế rất nguy hiểm. Còn Richard McGeorge, cựu phóng viên báo Anh của tờ Financial Times tại Trung Quốc, hiện là học giả ở Viện Lowy Institute ở Sydney, Úc, thì cho rằng ông Tập Cảnh Bình đang tìm cách nhấn mạnh để lỡ có ai quên về vai trò trung tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì họ có thể có cơ hội nhìn lại. Đây là hình ảnh chân dung của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình trong lễ diễu binh trên quảng trường Thiên An Môn nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa vào ngày 1 tháng 10 năm 2019. Và với những hình ảnh này, thấy rõ cá nhân của Tập Cảnh Bình luôn được đề cao. Mark Gore cũng viết trên tờ The Times hôm Chủ nhật vào 19 tháng 7 rằng nhân dịp Anh loại Huawei, truyền thông Trung Quốc và cả một số nhà ngoại giao Trung Quốc đã công khai đe dọa Anh Quốc. Tuy thế, ông Mark Gore, tác giả cuốn sách viết hồi 2010 về Đảng Cộng sản Trung Quốc, tin rằng lời đe dọa của Trung Quốc không hiệu quả với Anh Quốc vì trên thực tế chỉ có 4% hàng xuất khẩu từ Anh là sang Trung Quốc vào năm 2019. Kinh tế Anh vì thế không lệ thuộc nhiều vào Trung Quốc như kinh tế Úc, vì Úc xuất đi tới 40% hàng xuất khẩu sang Trung Quốc. Ngoài ra, Anh vẫn đang nắm trong tay lá bài quyết định hay không về số phận của công ty Trung Quốc trong hợp đồng xây dựng nhà máy điện nguyên tử ở Essex thuộc Anh. Vào tuần trước, một tác giả khác, ông Ambos, viết trên tờ Telegraph rằng Anh Quốc không việc gì phải sợ Trung Quốc, vì theo ông, kinh tế Trung Quốc đã lên tới đỉnh và sẽ chỉ là đỉnh trệ. Điều quan trọng nhất, theo nhà báo Evans Rich, là chế độ của Tập Cảnh Bình không có một đồng minh kinh tế nào nữa. Bên cạnh đó, ngoại giao của Trung Quốc cũng lên tiếng gần đây, và giới ngoại giao Trung Quốc cũng lên tiếng mạnh mẽ phản đối sự bao vây của phương Tây và lên án các hoạt động của Mỹ, Anh ở châu Á. Đại sứ Trung Quốc tại Anh, ông Lưu Hiểu Minh gần đây nhất đã xuất hiện trên chương trình phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói BBC tại London, bác bỏ các cáo buộc về việc Trung Quốc giam giữ người Hồi giáo ở Tân Cương trong các trại cải tạo. Đây là hình ảnh các cảnh quay của máy bay không người lái cho thấy hàng dài người Duy Ngô Nhĩ bị còng tay, bịt mắt và trùm kín đầu để dẫn đến tàu hỏa. Họ có thể biến mất hoặc chết mà không ai biết tên tuổi của họ. Ngoài ra, các bản báo cáo và nhân chứng đã cáo buộc Trung Quốc
cố gắng giảm dân số Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương bằng cách triệt sản bắt buộc. Ông Lưu Hữu Minh đã nói với André Mat rằng người Duy Ngô Nhĩ được đối xử giống như bất kỳ các nhóm sắc tộc nào khác ở Trung Quốc. Và trong một động thái khác, tuần trước, trang Facebook của Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội lại đăng bài của Tổng biên tập Hoàn Cầu Thời báo, ông Hồ Tích Tiến, đã cảnh báo Việt Nam không đứng về phía Hoa Kỳ. Bài báo viết có đoạn: quan hệ quốc tế như trò trẻ con, thích giở mặt thì giở mặt. Mỹ muôn vàn cưng chiều cho Việt Nam, mục đích chỉ có một, đó là ly gián giữa quan hệ Trung Quốc và Việt Nam, dung túng Việt Nam đối trọng với Trung Quốc trong vấn đề trên biển, khiến Việt Nam cũng trở thành con cờ phục vụ cho chiến lược Mỹ chèn ép Trung Quốc. Ông giải thích về các lý do vì sao quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam quan trọng, gồm cả câu về ý thức hệ chung là xã hội chủ nghĩa và thực lực giữa Trung Quốc và Việt Nam là không sao thay đổi. Điểm quan trọng hơn cả, theo ông Hồ Tích Tiến, là Việt Nam cần tránh bị Hoa Kỳ lợi dụng. Vài hôm sau, nội dung của bài báo của ông Hồ Tích Tiến bằng tiếng Việt đăng tải nhân dịp Mỹ và Việt Nam ký kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao đã bị dỡ bỏ khỏi trang Facebook của Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội. Và Trung Quốc cũng đe dọa Việt Nam có thể bị lật đổ nếu thân Mỹ để chống Trung Quốc. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thăm Việt Nam vào năm 2017. Từ năm ngoái đến nay, Việt Nam đã chịu đựng sức ép liên tục của Trung Quốc về chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông. Tuy nhiên, Hoa Kỳ dưới thời của Tổng thống Donald Trump lại bộc lộ quan điểm ủng hộ Việt Nam và phản đối Trung Quốc một cách mạnh mẽ nhất. Tuyên bố chính thức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đối lại với thái độ bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông đang trở thành điểm tựa cho các nước liên quan, và Việt Nam đang tiến gần nhất đến khả năng nâng cấp tầm quan hệ quốc tế với Hoa Kỳ để bảo vệ cho lợi ích quốc gia đang ở tầm thế yếu ớt và bế tắc trước sự hung hăng ngày càng lớn của Trung Quốc ở trên Biển Đông. Trong bài viết trên trang BBC News tiếng Việt với tựa đề Việt Nam có thể thân Mỹ chống Trung hay không, nhà báo Trần Đình Thu cũng phân tích về khả năng nêu trên như sau. Cách đây hơn một năm, nếu ai đặt vấn đề này ra sẽ bị phản đối. Chính tôi cũng bị phản đối khi nói về khả năng đó trên trang Facebook cá nhân của tôi, mặc dù tôi nói khá rẻ rặt. Nhưng sự kiện trang fanpage của Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đăng bức thư của Tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu để nói vài lời thật lòng với người Việt Nam, trong đó nhắc nhở Việt Nam chớ phát triển quan hệ với Mỹ để kiềm chế Trung Quốc, hay nói cách khác là chớ theo Mỹ để chống Trung Quốc, khiến nhiều người thấy rằng vấn đề có thể được thảo luận một cách nghiêm túc hơn được rồi. Và vấn đề đã đặt ra, liệu Việt Nam với một thể chế chính trị quá khác biệt so với Mỹ có thể trở thành thân thiết với Mỹ kiểu như đồng minh chẳng hạn để kiềm chế Trung Quốc hay không? Lịch sử loài người có một dẫn chứng trong Thế chiến Thế giới thứ hai, khi Anh, Pháp, Mỹ đứng cùng phe với Liên Xô để chống lại phe phát xít. Lúc đầu có đắn đo, nhưng về sau thì quyền lợi chung nên các nước đó đã chấp nhận. Về nguyên tắc, nếu hai bên cùng bị một bên thứ ba gây thiệt hại thì có thể cùng nhau hợp lực tạm thời để chống bên thứ ba. Về mặt lý thuyết, trường hợp Mỹ và Việt Nam cũng có thể xem như vậy. Việt Nam thì bị Trung Quốc o ép trên Biển Đông, Mỹ thì bị ảnh hưởng đến tự do hàng hải. Vậy thì hai bên có thể hợp lực để chống lại Trung Quốc cũng không có gì là quá khó hiểu. Có cần phải lo thay đổi thể chế chính trị hay không? Câu hỏi cũng được đặt ra. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam chủ trì một cuộc họp của Bộ Chính trị vào năm 2019. Và đây chính là vấn đề mà nhiều người không tin rằng lãnh đạo Việt Nam chịu xoay trục về phía Mỹ để kiềm chế Trung Quốc. Và cũng chính ông Tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu Hồ Tích Tiến lấy ra để nhắc nhở lãnh đạo Việt Nam khi viết Trung Quốc và Việt Nam đều là nước xã hội chủ nghĩa, đa số nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới đều đã sụp đổ. Là nước láng giềng của Trung Quốc, Việt Nam có thể duy trì cục diện chính trị ổn định. Sự nâng đỡ chiến lược tiềm tàng lớn nhất đến từ ổn định chính trị của Trung Quốc. Thể chế chính trị của Việt Nam rất khó trường tồn lâu dài một mình. Và với giọng điệu đó thì đó dĩ nhiên là một đòn cân não khiến lãnh đạo Việt Nam phải đắn đo liệu họ có thể vượt qua được nỗi sợ hãi này hay không. Nếu làm thì đã có tính toán như thế nào? Và thật sự nếu họ lo lắng thì họ đã không trở nên quá thân thiết với Mỹ như ngày hôm nay. Nhưng hôm nay Việt Nam đã khá thân thiết với Mỹ và có một số phản ứng mạnh với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Ngoài ra, Việt Nam cũng đang hợp tác với Mỹ để chống gian lận thương mại từ Trung Quốc. Vậy thì họ cũng đâu cần đến lời nhắc nhở của ông Hồ Tích Tiến mà họ đã chủ liệu từ lâu rồi. Vấn đề là họ sẽ đi xa đến đâu mà thôi.
chống Bắc Kinh, thân Mỹ nhưng không đa đảng, đây cũng là một câu hỏi. Và đây cũng là có thể là mô hình của Việt Nam trong thời gian trước mắt, cho tới lúc nào nó có phù hợp hơn và có thể tiến tới đa đảng. Đứng cùng phe với Mỹ để kiềm chế Trung Quốc nhưng vẫn giữ thể chế chính trị như cũ hiện nay là con bài mà Hà Nội đang tính đến. Tuy nhiên, màu sắc của chủ nghĩa xã hội có thể nhạt dần cho phù hợp, cũng có thể mở rộng dân chủ một phần nhưng không có đa đảng. Nhưng nếu không có dân chủ đa đảng trong thời gian trước mắt, liệu có đáp ứng được khát vọng của người dân Việt Nam hay không cũng là một câu hỏi được đặt ra. Và thay cho lời kết thì cũng xin chia sẻ thêm rằng, một cuộc khảo sát từ Singapore trước đây cho biết có đến 80% số người Việt Nam được hỏi cho biết họ thích Việt Nam quan hệ tốt đẹp với Mỹ. Tỷ lệ này cao nhất của ASEAN. Đồng thời, Việt Nam cũng là nước có tỷ lệ người không tin tưởng vào Trung Quốc rất cao. Như vậy, nếu lãnh đạo Việt Nam xoay trục chống Trung Quốc thân Mỹ thì theo tôi cũng là đáp ứng phần nào nguyện vọng của nhân dân và điều ấy cũng có sẽ tác động đến sự phát triển chung. Nhà báo Trần Đình Thu đã đưa ra kết luận như vậy. Và cũng hôm 16 tháng 7 năm 2020, Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc cảnh báo mối quan hệ chiến lược giữa Việt và Mỹ mà Hà Nội đang theo đuổi và nói rằng Việt Nam sẽ trắng tay nếu sự can thiệp của Hoa Kỳ vào Biển Đông tạo thêm căng thẳng hay phá vỡ sự cân bằng của mối quan hệ giữa Trung Quốc, Việt Nam và Mỹ. Đây là hình ảnh nhóm tàu tác chiến USS Ronald Reagan và USS Nimitz tiến vào Biển Đông vào ngày 6 tháng 7 năm 2020 vừa qua. Và Hà Nội hy vọng sẽ đu dây theo Washington để tăng cường sức mạnh chiến lược ở Biển Đông. Đây là một lựa chọn chiến lược mà Việt Nam đưa ra trước nhu cầu về sức mạnh quốc gia và tình hình khu vực. Nhưng nếu sự can dự của Mỹ vào Biển Đông làm gia tăng căng thẳng khu vực hoặc phá vỡ sự cân bằng giữa Trung Quốc, Việt Nam và Mỹ, thì sự phát triển của Việt Nam sẽ bị gián đoạn, tổn thất của Việt Nam sẽ lớn hơn những gì nước này có được. Bài báo của Trung Quốc đã viết như vậy. Cũng từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà bình luận chính trị Quang Hữu Minh đã phân tích về Đại diện Hoa Kỳ lý do vì sao Trung Quốc không muốn Mỹ và Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược như Thời báo Hoàn Cầu đề cập. Ông nói Trung Quốc có nhu cầu ngăn cản Việt Nam và Mỹ có thể trở thành đối tác chiến lược. Hiện giờ thì quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ đang thấp hơn quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ là đối tác toàn diện, còn quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là đối tác chiến lược. Nếu như Trung Quốc để cho Việt Nam yên ổn trong việc hợp tác quốc phòng với Mỹ, thì khả năng là tàu Trung Quốc bị trục xuất ra khỏi Biển Đông hay trên vùng biển của Việt Nam là rất lớn. Vì một khi Việt Nam ký kết hợp tác quốc phòng với Mỹ, thì tàu chiến của Mỹ sẽ hiện diện thường xuyên trong vùng biển của Việt Nam. Mà như vậy, về mặt chiến lược thì Trung Quốc bị bất lợi. Và bên cạnh đó thì Trung Quốc cũng bịa ra chuyện Mỹ muốn lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam hay gây xáo trộn nội tình Việt Nam. Tôi nghĩ rằng Trung Quốc còn giật dây để gây làn sóng người Việt Nam công kích Tổng thống Mỹ Donald Trump hơn là người Việt Nam có nhu cầu thực sự đi công kích một vị Tổng thống Mỹ. Và xét ba lý do vừa nêu trong bối cảnh hiện nay, Hoàn Cầu Thời báo hoàn toàn có động cơ để làm như vậy. Và cũng từ Hà Nội, một nhà hoạt động nhân quyền Trần Bang cũng nhận định rằng Trung Quốc từ lâu nay chưa bao giờ từ bỏ âm mưu phá hoại hay xâm chiếm Việt Nam. Và việc họ ngăn cản mối quan hệ ngày càng thắt chặt hơn giữa Hà Nội và Washington cũng nằm trong các thủ đoạn của Bắc Kinh. Cũng chính vì vậy, ông nói rằng Việt Nam nên ưu tiên mối quan hệ với Mỹ. Và xét trong hai mối quan hệ thì quan hệ với Mỹ phải được ưu tiên. Như vậy, không phải là không nên quan hệ với Trung Quốc, vẫn làm ăn thương mại với họ, nhưng chọn thể chế chính trị thì không nên chọn Trung Quốc. Ông nói tiếp, tôi nghĩ rằng nâng cấp quan hệ ngoại giao, chính trị, quân sự với Mỹ là điều tốt cho Việt Nam. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 22 tháng 7 năm 2020 với bản tin Lo vỡ đảng, Tập Cảnh Bình vội đăng bài trấn an. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de